Qua mong ra bằng. Ở ngoài mình có à? Không. À, chủ yếu phát triển ở miền Trung à? Đâu, hồi trước là có, bây giờ không có. Nhưng mà hoa màu gà trong kia làm gì đẹp như hoa mong ra này. Hoa màu gà đúng không? Màu gà. Màu gà. Giống cái mỏng của cô, cái màu của con gà trống này. Mấy màu à?